Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay rất vui khi được quay trở lại để làm cho các bạn về những video về các loại cây giống của bên mình. Thì hiện tại Trung tâm cây giống Tam Đảo bên mình cung cấp rất nhiều các loại giống cây, từ các loại cây lâm nghiệp này, cây dược liệu này, các loại cây công trình, cây cảnh quan đô thị, rất là nhiều các loại cây để phục vụ nhu cầu trồng của bà con ở khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái giống cây của bên mình, đó là cây sưa đỏ. Thì sưa đỏ thì hiện tại là một loại giống cây được rất nhiều người biết đến. Cách đây 10 năm về trước thì gỗ sưa đỏ là một loại gỗ cực kỳ hot, mang lại giá trị kinh tế vô cùng cao. Nhiều người đã có rất nhiều người đã giàu lên vì trồng sưa đỏ. Có rất nhiều người đã thu hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng nhờ trồng cái cây sưa đỏ này. Tuy nhiên thì hiện nay do một cái vấn đề, cái thông tin báo đài thì về xuất hiện một cây sưa trắng thì đã làm cho giá trị của cây sưa hiện tại thì nó đã bị giảm đi một phần. Nhưng mà tuy nhiên đây cũng là một cái giống cây hiện tại vẫn có một giá trị ổn định. Thì đây hiện tại mình, trung tâm bên mình đang ươm rất nhiều các giống cây sưa đỏ này để phục vụ nhu cầu trồng của bà con. Đây hiện tại trên tay mình đây là một cây sưa đỏ mới được đưa cho vào bầu. Cây này cao khoảng 10 phân. Thì chỉ sau 1 đến 2 tháng nữa là cây sẽ lớn rất là nhanh. Có thể xuất ra ngoài thị trường. Nếu bà con có hiện tại mà có nhu cầu trồng cây sưa đỏ thì có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp cho bên mình ở số điện thoại mình có thể đặt trên phần mô tả của mỗi video. Thì hiện nay bên mình không chỉ có những cây sưa đỏ mà bên mình còn có các loại cây có giá trị cao như là cây đàn hương, cây bù hương, cây dổi hoặc là cây đàng Đài Loan, các loại cây công trình bên mình làm rất nhiều. Nếu mà các bạn có nhu cầu trồng các loại cây khác hoặc là các bạn có các giống cây thì theo yêu cầu các bạn thì có thể liên hệ bên mình sẽ tìm hiểu và có thể ươm trồng để cung cấp cho các bạn những giống cây các bạn có thể đặt trước của bên mình. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy video mình hay, nhớ cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ cho trung tâm của bên mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của trung tâm.